Comment va le prof Max aujourd'hui? T'es tellement ça, comment est-ce? Mày mày cấm này đi, tao làm cho. Sẽ quay cái đoạn chỉ trong ngu xuẩn của mày. Ôi, rồi, rồi, rồi. Mày chào ba anh phở của gia đình mẹ mày học thầy nào bé. Đây. Another person.
이쁘다. 저비야, 저비야, 이리 와, 이리 와. 이렇게 다 이렇게. 바비. Separate your thoughts into short sentences. This way you never go wrong.